vàng trở thành công cụ phi đô la Mỹ hóa hiệu quả nhất. Phi đô la Mỹ hóa đã trở thành vấn đề nóng trong những năm gần đây khi nhóm kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, BRICS, đang gia tăng sức mạnh và nợ công của Mỹ tăng vọt. Theo bài viết trên trang Kiko, trong khi nhiều người tập trung vào các loại tiền tệ khác cạnh tranh với đồng bạc xanh của Mỹ hoặc tài sản kỹ thuật số, thì trò chơi phi đô la Mỹ thực sự là vàng chứ không phải thứ công cụ nào khác. Mọi người không thấy rằng quá trình phi đô la Mỹ hóa thực sự đang diễn ra, nhà thống kê toán học Nassim Taleb đang nhận định trên X. Ông Taleb cho rằng, phi đô la hóa không liên quan đến các thỏa thuận thương mại hay các giao dịch bằng đồng đô la Mỹ, nhưng các ngân hàng trung ương, đặc biệt trong nhóm BRICS, đã đẩy mạnh dự trữ vàng. Do nhu cầu mua vàng trong kho dự trữ ngoại hối quốc gia của nhiều nước tăng kỷ lục, giá vàng hiện đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, chuyên gia Taleb nhấn mạnh. Trong khi đó, ông Luke Roman, nhà sáng lập, kiêm chủ tịch Forest for Thesis, cho biết việc phi đô la Mỹ hóa bằng vàng đã âm thầm diễn ra trong 10 năm qua. Nỗ lực nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh được đẩy mạnh sau khi phương Tây phong tỏa gần 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối của Nga vào năm 2022 liên quan đến chiến sự tại Ukraine. Chuyên gia Groman lưu ý, những lời bàn tán về phi đô la Mỹ hóa đã gia tăng trong những năm gần đây. Đặc biệt, việc Mỹ và các đồng minh phương Tây quyết định đóng băng tài sản của Nga được xem là lời cảnh tỉnh cho những quốc gia đang giữ phần lớn dự trữ của họ trong kho bạc Mỹ. Cũng có quan điểm tương tự, nhà phân tích địa chính trị và tài chính Angelo Giuliano khẳng định phi đô la Mỹ hóa đang diễn ra. Thay vì mua nợ của Mỹ, các quốc gia đang tăng tốc mua vàng, chuyên gia Giuliano nói thêm. Theo chuyên gia Taleb, diễn biến hiện nay cho thấy vị thế đồng tiền dự trữ hàng đầu thế giới của đồng đô la Mỹ đang bị lung lay. Theo khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới về dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương năm 2024, khoảng 29% số người được hỏi có kế hoạch tăng lượng vàng nắm giữ trong vòng 12 tháng tới, tỷ lệ cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2018. Ngoài ra, 62% số người được hỏi tin rằng tỷ trọng của đồng đô la Mỹ trong tổng tài sản dự trữ sẽ giảm trong vòng 5 năm tới, tăng từ mức 55% vào năm 2023. Trên thị trường, giá vàng đã lập kỷ lục mới trong tuần này khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, được dự báo sắp hạ lãi suất trong bối cảnh dòng tiền đổ vào và đồng đô la Mỹ suy yếu. Theo CNBC, chốt phiên dịch ngày 13 tháng 9, hợp đồng vàng giao ngay giao dịch ở mức cao kỷ lục khi tăng 0,9% lên mức 2.582,05 đô la Mỹ một ounce, hợp đồng vàng tương lai cộng 1,2% lên 2.610,30 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ giảm 0,4% khiến vàng trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn với những người đang nắm giữ các loại tiền tệ khác. Những nhà đầu cơ giá vàng đang chốt giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục mới, với mốc 3.000 đô la Mỹ một ounce đang dần hiện rõ, được thúc đẩy bởi chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương lớn và cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra căng thẳng. Các yếu tố đang liên kết có lợi cho những nhà đầu cơ giá lên trên thị trường vàng. Khi Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, hạ lãi suất trong tuần này, Fed có khả năng sẽ hạ lãi suất trong tuần tới và dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hoàn toàn kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tuần tới, với xác suất 57% lãi suất sẽ giảm 0,25% và xác suất 43% lãi suất sẽ giảm 0,50%. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2020. Hội đồng Vàng Thế giới tuần trước cho biết, các quỹ ETF giao dịch bằng vàng trên toàn cầu đã chứng kiến dòng tiền đổ vào tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 8. Lượng nắm giữ của quỹ ETF giao dịch vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, đã đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 1 năm 2024 vào ngày 12 tháng 9. Tổng thống Putin, phi đô la hóa là tiến trình không thể tránh khỏi. Mới đây, tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định đồng đô la Mỹ đang mất dần vai trò toàn cầu trong một quá trình khách quan và không thể đảo ngược. Ông Putin tuyên bố tiến trình phi đô la hóa đang đạt được động lực, đồng thời cho biết thêm rằng những thành viên của nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh trong các giao dịch chung. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố 5 thành viên BRICS, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi đang trở thành những nhà lãnh đạo kinh tế thế giới mới, đồng thời cho biết thêm rằng tỷ trọng tích lũy của các nước này trong GDP toàn cầu đã đạt 26%. Nếu tính theo sức mua tương đương, BRICS đã vượt qua nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu, G7, chiếm 31% nền kinh tế toàn cầu, so với 30% của G7, ông Putin cho biết. Trong 10 năm qua, đầu tư lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên BRICS đã tăng gấp 6 lần. Tổng đầu tư của các nước này vào nền kinh tế thế giới đã tăng gấp đôi, trong khi xuất khẩu tích lũy chiếm 20% tổng giá trị toàn cầu.
Ông Putin cho biết các mục tiêu chính của Nga bao gồm phát triển tuyến đường biển phía Bắc và hành lang vận tải Bắc Nam. Tuyến đầu tiên đi qua Bắc Băng Dương, dọc theo bờ biển phía Bắc của Nga, sẽ đảm bảo vận chuyển hàng hóa nhanh hơn giữa châu Âu và Viễn Đông. Tuyến thứ hai sẽ kết nối các cảng phía Bắc và Baltic của Nga với Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa các quốc gia Á-Âu và châu Phi. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, chúng tôi liên tục tăng cường cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và phân bón cho các quốc gia ở Nam Bán Cầu và đóng góp tích cực cho an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng lương thực quốc tế hiện nay là do các biện pháp trừng phạt đơn phương của phương Tây, khẳng định những biện pháp này bất hợp pháp. Các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế quốc tế và việc đóng băng bất hợp pháp tài sản của các quốc gia có chủ quyền cấu thành hành vi vi phạm các quy tắc hợp tác kinh tế và thương mại tự do, theo ông chủ điện Kremlin. Tổng thống Nga lập luận rằng việc thiếu hụt tài nguyên và bất bình đẳng ngày càng gia tăng trên toàn thế giới là kết quả trực tiếp của những chính sách như vậy. Ông nhấn mạnh giá ngũ cốc và lương thực tăng là biểu hiện mới nhất của quá trình này, chủ yếu ảnh hưởng đến các quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Hai cường quốc BRICS phi đô la hóa bằng mọi giá trong giao dịch song phương. Phần lớn các chuyên gia kinh tế đều cho rằng chủ đề phi đô la hóa trên toàn cầu đang được thổi phồng quá mức. Tuy nhiên, họ cũng không thể phủ nhận sự thay đổi cơ bản trong hoạt động giao dịch của các quốc gia đang diễn ra, khiến vị thế của đồng đô la Mỹ đang dần suy giảm trên toàn cầu. Theo trang Kiko, nhóm BRICS được xem là mối đe dọa lớn nhất với vị thế thống trị của đồng bạc xanh, đặc biệt là sau những tiến triển gần đây với BRICS Bridge, hệ thống thanh toán độc lập, kết nối các thành viên trong khối. Đặc biệt, những nỗ lực trong thời gian gần đây của Nga và Trung Quốc, hai trong số những thành viên chủ chốt của BRICS, cho thấy khối này đang triển khai những kế hoạch lớn để chấm dứt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Theo một báo cáo của Investia, 90% các thỏa thuận thương mại diễn ra giữa Nga và Trung Quốc đang được thực hiện bằng đồng nội tệ. Điều này chứng tỏ hai cường quốc BRICS gần như đã loại bỏ hoàn toàn vai trò của đồng đô la Mỹ trong các giao dịch xuyên biên giới. Theo Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov, điều quan trọng là Moscow và Bắc Kinh đã chuyển sang thanh toán bằng đồng nội tệ trong phần lớn các giao dịch thương mại song phương. Bộ trưởng Siluanov chia sẻ trong cuộc gặp gần đây với người đồng cấp Trung Quốc Lan Phan, kim ngạch thương mại song phương trong năm nay có thể bằng hoặc vượt qua mức cao của năm trước. Dữ liệu mới nhất do Cục Hải quan Trung Quốc công bố cho thấy kim ngạch thương mại giữa hai nước trong 7 tháng đầu năm nay đạt 136,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, hồi tháng 5, Bộ trưởng Siluanov nói với tờ Investia rằng Nga và Trung Quốc đã chuyển sang sử dụng đồng rúp và nhân dân tệ trong các giao dịch thương mại song phương, do rủi ro từ việc thực hiện giao dịch bằng đồng tiền của các nước không thân thiện ngày càng cao. Chúng tôi nhận thấy việc thanh toán bằng tiền tệ của các quốc gia không thân thiện đang gặp rủi ro lớn và bị đình trệ. Vì vậy, giải pháp hiệu quả để giải quyết khó khăn này là cả Nga và Trung Quốc cùng đẩy mạnh hoạt động thanh toán bằng đồng rúp và nhân dân tệ, ông Siluanov cho hay. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khuyến khích việc tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong thương mại với Trung Quốc. Người đứng đầu Điện Kremlin tiết lộ trong cuộc đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 5 năm nay rằng 90% các khoản thanh toán giữa hai nước đã được thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ. Ông Putin cho biết, động thái này thúc đẩy các đối tác mở rộng dòng chảy thương mại, đồng thời nói thêm rằng Nga và Trung Quốc đã đồng ý tích cực sử dụng hệ thống thanh toán quốc gia để thúc đẩy kim ngạch thương mại. Trước đó, hôm 8 tháng 5, Tổng thống Putin cũng thông báo rằng hơn 90% các giao dịch trong Liên minh Kinh tế Á, Âu, EAEU được thực hiện bằng các đồng nội tệ. Khối lượng thương mại song phương đã tăng gần gấp đôi từ 45 tỷ đô la Mỹ lên 89 tỷ đô la Mỹ và hơn 90% được thực hiện bằng đồng tiền tệ của các quốc gia, Tổng thống Nga nói tại hội nghị thượng đỉnh của EAEU. Theo Tổng thống Putin, sau 10 thành lập EAEU, tổng GDP của các nước thành viên đã tăng từ 1,6 nghìn tỷ đô la Mỹ lên 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong khi kim ngạch thương mại của các quốc gia EAEU với các nước thứ ba tăng 60% từ 579 tỷ đô la Mỹ lên 923 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, khối lượng thương mại song phương cũng tăng trưởng gần gấp đôi. Ông Putin nhấn mạnh thêm, những số liệu ấn tượng trên đã thể hiện rằng EAEU là một tổ chức hội nhập hiệu quả và năng động. Các hoạt động của nhóm góp phần vào sự phát triển thương mại và hợp tác, mang lại lợi ích cho toàn bộ những nước tham gia. Hàng trăm nước sẵn sàng dùng hệ thống thanh toán mới của BRICS. Trong nỗ lực thiết lập một giải pháp thay thế cho hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đang tìm cách tạo ra hệ thống thanh toán BRICS của riêng mình. Hệ thống này sẽ đóng vai trò chính trong các giao dịch thương mại của BRICS, cho phép thực hiện thanh toán mà không cần đồng đô la Mỹ.
Động thái này được cho là rất quan trọng đối với BRICS và các quốc gia tham gia. Tân Hoa Xã cho hay, theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiulina, hiện đã có 159 quốc gia muốn áp dụng hệ thống này. Với kỳ vọng ra mắt vào tháng 10, hệ thống này có thể có tác động lớn đến thị trường toàn cầu. Trong vài năm qua, nhóm BRICS đã cam kết tăng cường nỗ lực phi đô la Mỹ hóa. Với tác động từ các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây, động thái này rõ ràng là một sự thúc đẩy đối với đồng nội tệ và các phương thức thanh toán thay thế. Mặc dù nhiều người vẫn còn hoài nghi, nhưng không thể phủ nhận tính phổ biến của hệ thống này cho đến thời điểm này. Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiulina, 159 quốc gia đã sẵn sàng áp dụng hệ thống thanh toán BRICS khi hệ thống này đi vào hoạt động. Các nước đang tìm cách khám phá việc mở rộng nền tảng hệ thống thanh toán SPFS của Nga. Bà Nabiulina cho hay, hệ thống này là một giải pháp thay thế cho SWIFT. Hơn nữa, bà cho biết thêm, cơ sở hạ tầng tương tự tồn tại ở một số quốc gia khác. Chúng tôi đang thảo luận về sự tương tác của các nền tảng như vậy, nhưng ở đây, sự quan tâm và sự sẵn sàng về mặt kỹ thuật của các đối tác của chúng tôi là rất quan trọng. Hệ thống thanh toán ngày càng trở nên quan trọng đối với liên minh. Theo người đứng đầu Hội đồng Chủ tịch BRICS của Nga, Victoria Panova, cơ chế này là ưu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2024 vào tháng 10 tới. Những nỗ lực tích cực đang được tiến hành để tạo ra một cơ chế thanh toán tài chính giúp hợp tác giữa các nước BRICS dễ dàng hơn, duy trì các trao đổi kinh tế và thương mại có chủ quyền của họ, bà cho hay. Vấn đề này đứng đầu chương trình nghị sự vì mọi thành viên của nhóm đều coi đó là vấn đề quan trọng, bà nói thêm. Việc ra mắt hệ thống này có thể mở cánh cửa cho các giao dịch thương mại mở rộng cho liên minh. Với rất nhiều quốc gia đang tìm kiếm tư cách thành viên BRICS, họ có thể lựa chọn áp dụng hệ thống khi nó ra mắt. Vào thời điểm này, có khả năng hệ thống thanh toán mới của BRICS đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh quan trọng vào tháng 10. Kể từ đầu năm nay, BRICS đã kết nạp thêm 5 thành viên mới: Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, cùng với các thành viên cũ là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Hàng chục quốc gia khác cũng đã bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!